cả không chung một lòng mà phổ hiền hạnh nguyện thần thông, khiến cho đệ tử trong vòng Như Lai mỗi thân hiện khắp trần ai, mỗi thân lễ lại kim đài liên hoa. Ở trong cõi phận hằng xa, đại hội Bồ Tát môn nhà độ sanh, vô tận pháp giới tinh anh, tiến sâu Phật pháp thanh danh xuất trần. Mỗi người tiếng vọng có phần, phát ra thánh thoát tâm thần sáng trưng, tương lai mỗi kiếp tôn xưng, khen ngợi Phật đức các tình rất sâu. Tràng hoa tươi tốt muôn màu, kính xưa nay con đem dâng cung đức thầy Như Lai. Hương y có một không hai, đèn đuốc soi sáng trong ngoài đường đi, cao như quả núi Tu Di, thành tâm dâng cung các vị Thế Tôn. Con nay mở rộng tâm hồn, tin sâu Phật pháp trường tồn từ lâu, phổ hiền nguyện lực rất sâu, cúng dường cùng khắp nhiệm màu Như Lai. Xưa con tạo các nghiệp sai, đều do ba động hòa tai nối liền, từ thân miệng ý truyền miên, giờ đây mới biết lòng chuyên sám trừ. Mười phương các loại đồng cư, hữu học vô học tâm tư nhị thừa, Như Lai Bồ Tát xa xưa tùy hỷ công đức cho vừa lòng ai tin. Đèn tuệ thắp sáng cầu xin, Bồ Đề thành tự đứng tin bắt đầu, chúng con kinh thỉnh nguyện cầu chuyến xe diệu pháp đạo màu đã. Chư Phật muốn nhập niên bàn, con xin kinh thỉnh vị hàng phàm ngu, cứu trụ giáo hóa công phu, chúng sanh lợi lạc đường tu chuyên cần. Cúng dường lễ tán đa phần, phần trụ thế tâm chân độ đời, tùy hỷ sám hối khắp nơi, chúng sanh phần đạo đồng thời in sâu. Xin đem công đức nhiệm màu, hướng về thượng giới Minh Châu hiền bài, báo tự rày dung thông hai để chờ ngày thành công. Anh phương đứng như nước biển đông, con nay hồi hướng môn lòng thanh cao, thân cầu ý niệm lao chao, dứt trừ ngã pháp công lao đức thầy. Tân ca hoàng chướng từ nay, xin
đều tiêu diệt, xin thay phép màu à mỗi niệm trí tuệ làm đầu. Chúng sanh đồ hết không cầu trả ơn, không thế giới có trần nghiệp và phiền não đều quên hư không. Bốn pháp như thế dung thông, nguyện nay hồi hương cõi lòng như ơi như. Cuối lại đức đại hạnh phổ hiền Bồ Tát, cuối lại đức đại hạnh phổ hiền Bồ Tát anh, cuối lại đức đại hạnh phổ hiền Bồ Tát. Ái dục thân nghiệp thứ ba, gốc nguồn vô tận ta bà thọ sinh. Theo lời Phật dạy trong kinh, ai đem vạn trạng thiên hình ngu si. Ngục tù chướng ngại u mê, luân hồi muôn kiếp cũng vì ái ân. Cuộc đời sống tựa mây vần, đóng thương vô định mấy lần tu di. Không than nước mắt đầm về, nếu đem tích chứa suối khe nào bằng. Vương vòng ái dục vi bằng, miệng mê sinh tử thích thần rối ren. Địa ngục thông khổ mây phen, cùng loài quỷ đôi tiếng rền khóc than. Súc sinh quả bao thân cam, bồ câu chim sẽ tanh hàm dâm tàn. Nếu sanh trong cõi người ta, vợ con bất chính đạo nhà chẳng vui. Bao nhiêu khổ bao chôn vùi, do nhân ái dục khiến đời khổ đau. Phẩm tiền tha thiết khẩn cầu, ăn năn sám hối tật sâu phát lô. Kể từ vô thủy đến giờ, luân thường chẳng giữ tương tư vợ người. Mưu sâu dụ dỗ đoạn chơi, xâm phạm trinh tiết phá đời gái ngoan. Thì kheo ni cũng tính toan, làm nhớ phạm hạnh hoang đàn đầy đưa. Ý quyền cưỡng bức gạn lừa, khiến người tan tác cũng chưa thỏa lòng. Mà trắng hoa mèo má gà đồng, mà chẳng phân biệt hắn đàn ông vô loài. Nay con đã hiểu chuyện đời, chí thành sám hối sao thời ăn năn. Nhờ công sám hối nào phiền, ác nghiệp dâm dục tự nhiên được trừ. Sanh ra chẳng tự cửa nhờ, tâm thân thanh tịnh là nhờ hóa sinh. Thập phần tướng tố quang minh, thông minh định ngộ tinh anh tuyển trần.
Ha lìa dục vọng ái ân, biết đời hư ảo hồng trần thoát ly, trong mơ cũng chẳng suy vì, như như bất động tu trì chánh nhân. Nay đem tính mạng tâm thần, quy đảnh lễ pháp thân Phật Đà. Trong kinh lời Phật rành rành, không trừ ba chướng tội tình luân lưu. Một là phiền não chẳng tiêu, hai là ác nghiệp muôn điều khổ đau, ba là khổ báo trước sau. Ba điều chướng ngại nương nhau tạo thành, vì phiền não ác nghiệp sinh, lại vì ác nghiệp bao hành khổ đau. Nay con đã hiểu nghĩa màu, chí thành sám hối đề đầu kính tin. Đề đầu sám hối vẫn tiền ăn năn ý nghiệp, thành nghiệp thân nghiệp miệng cũng đành, tùy theo nghiệp ý mà hành động theo anh. Ý gieo ma độc hiểm nghèo, tham lam sân hận còn đều si mê, chính vì ngu tối lệ thế tin theo tà kiến say mê sâu trần. Trong kinh lời Phật ân cần, chỉ bài nẻo ác do nhân tự trồng. Tham sân si độc trùng trùng, xa vào địa ngục chẳng hồng thoáng ra. Súc sanh ngạ quỷ cũng là do ba độc ấy khó mà đổi thay. Dù cho trở lại có ngày, làm người cũng phải mang hoài nghiệm xưa. Nghèo nàn cô quá lọc lừa, hung hăng đần độn xác sơ môn đời. Còn bao quả bao tài trời, cũng vì ý nghiệp tơi bời khổ đau. Con này chỉ thiết khấn cầu, Phật tiền con lại dâm đầu ăn. Dập đầu sám hối nghiệp căn, đều do ý tạo vô vàn nghiệp nhân. Chư Phật Bồ Tát ân cần, cùng chư thánh chúng lý chân tự thành. Đã từng chỉ giải đành rành, bằng nhiều phương tiện thực hành tiếng tu. Phải coi phiền não như thù, vì phiền não nhập che mù tuệ căn. Nó thường gây những khó khăn, chẳng cho hạt giống thiện tâm phát hành. Não phiền như nước lũ nhanh, cuốn phăng mọi hạt giống lành thế gian. Khiến ta thông khổ gian nan, đắm trong sinh tử muôn vàng khổ đau. Não phiền chẳng chịch với nhau, như
vòng kích sắc khóa cầu liễu sanh. Không cho ai thoát ngục hình, không cho ai khỏi tứ sinh luân hồi, vì dòng nhân quả đời đời ra và sao nếu không nơi quay về. Không đường ra khỏi bến mê, nay con lợi dụng cần kề chữ con, giúp con gội rửa tâm hồn, một lòng vận dụng pháp môn nhiệm màu. Con xin một giả khẩn cầu, thiện tâm tăng trưởng ân sâu Phật Đà. Kể từ vô thị ra vào, trôi lăn sao cõi hằng hà khổ đau, tưởng mình tâm thức thâm cao, biết đâu dài xa vào mây mai. Hoặc núi ba độc trong nhà, hoặc về ba lầu sanh ra nỗi này, hoặc do ba khổ đọa đày, hoặc do ba hữu mà bài oán khiên. Để cho phiền não nổi lên, tạo ra vô lượng vô biên tội tình, nay còn xấu hổ tự trình, cầu mong sám hối tội mình từ xưa. Kể từ vô thị đến giờ, hoặc theo bốn trụ, hoặc thừa bốn lưu, hoặc do bốn thủ mà chiếu, hoặc dùng bốn cách, hoặc chiều bốn duyên nên, hoặc do bốn đại gây nên, hoặc do bốn phước bốn triền bốn tham, việc lành chánh nhẫn chịu làm, mặc cho phiền não gieo mầm tử sinh. Vô biên vô lượng tội tình, chúng sinh sáu đào ngục hình tử giam, ngày nay phát lộ quý tam, mà cầu xin sám hối mong làm thiện nhân. Ngày kể từ vô thí chẳng phân, hoàng gió năm trú xoay vần trong tay, hoặc do năm cái mà ra, hoặc do năm kiến, hoặc là năm sang, năm tâm phiền não dân tràn, cam lòng chịu khổ gian nan trọn đời. Con xin sám hối mọi thời, ngày đêm tinh tấn chẳng rời ăn năn, hoặc do mê muội sáu căn, hoặc do sao thức tâm thần đảo điên, hoặc do sáu tưởng mà nên, hoặc do sáu thọ lụy liền sáu hành, hoặc do sáu ái hoành hành, sáu nghi để khổ tranh giành nổi lên, thật là thông khổ vô biên. Con xin sám hối não phiền đã cam anh, hoặc do bảy lậu khó kham, hoặc do bảy sữa như chàm dính tay, hoặc do tám đảo mà sai, hoặc do tám có nên đầy kiếm hoang, hoặc do tám khổ nấu hầm mà phiền não hải ngấm ngầm chúng sanh. Con xin sám hối chi thành, cầu xin chư Phật ý tình ngu si, hoặc do chính não tràn trề, hoặc do chính kiếp mê mê tính phàm, chính duyên chẳng chịu tiêu phần, hoặc do mười nghiệp không phân nghiêm nào. Mười một biến sự câu cao, mười hai thứ nhập nặng nhào tử sinh,
mười sao trì kiên không hoành, mười tám thứ giới ngũ hình bao la, hai mươi lăm ngã trần xa, sáu mươi hai kiến toàn là nghiệp nhân, tám mươi tám sự hoặc tâm, cộng thêm mười sự trong tầm hoặc tư. Một trăm lẻ tám có dư, phiền não bùng cháy đốn trừ tâm can. Mở toan cửa ngõ mối vàng, cho mọi tầm sâu rộng đàn nhập tâm. Ta coi ta phúc âm thầm, hải hàng hiền thánh phá ngầm chúng sanh. Khâm trọng tam giới hữu tình, không sao tránh khỏi khổ sinh ngâm tràn. Cầu xin chư Phật rải ban, từ bi cứu độ muôn vàng tội xương. Phá tầm sám hối mong nhờ, mười phương tam bao dẫn đưa về. Nguyện nhờ công đức cao dày, pháp môn sám hối đêm ngày hằng chuyên, ăn năn ba số não phiền, cho con ba nguyện hiến nhiên đang thành. Sáng soi ba tuệ ba minh, ba khổ cũng diệt tâm hành sạch trong, não phiền bốn số trong lòng, nhờ công sám hối thầy cùng tiêu tan em. Bốn vô lượng bốn tín tâm, ác duyên thống khổ không cần sợ chi, nhân duyên năm số động thì, siêu thoát năm đạo hộ trì năm căn. Năm phần năm mắt như băng, đời đời kiếp kiếp chẳng hằng dính nhớ. Thần không sao thứ có dư, sao trần chẳng thể làm mờ trăng sao em. Sao ba la mật hạnh cao, sao thứ nhiều hạnh lúc nào cũng thanh. Nhiễm ô chẳng vương trên mình, nhờ ơn cam lộ nước lành từ bi. Nguyên nhân bảy số trở đi, cho đến mười số tức thì tiêu tan. Ngồi hoa thanh tịnh yên bàn, tám công đức thủy quay màn lưỡi xanh. Hành mười vị cũng viên thành, đoạn trừ chín đô thực hành chín phen. Nguyên nhân mười một trở lên, mười hai mười tám nhân phiền não tiêu, nhằm vào thể tánh cao siêu, tánh không lý giải muôn điều đều thông. Bánh xe chánh phá chuyển vòng, ngự tòa tử tại trong lòng tỉnh thanh. Mười tám bất công hoàn thành, vô lượng công đức sẵn dành độ tha. Nguyện dù ở tại ta bà, cũng không thôi chuyện tà ma phục hàng. Nguyện lòng cung kính mười phương, chí thành lễ lại cung dường chư tôn. Nguyện nhờ công đức chi thành, sám hối mà được thân hình kim
càng sống lâu vô lượng tuổi vàng, không còn vương mắc vào đàn tật sân, không còn tư tưởng hại nhân, tâm từ bi cùng bội phần thăng hoa, thương người như thể con ta, thấy ai nguy chẳng nề hà tính toán anh. Chúm cho tới chỗ an toàn, còn đem chánh pháp luận bàn độ nhân, người người đều cảm Phật ân, không còn sợ hãi mười phần mừng vui, quy hết thảy phân đồi, con đem tính mạng gửi nơi Phật ấy đào. Chỉ mong có lợi chẳng cần băn khoăn, hoặc vì mê mẩn sáu căn, đối người tím vẫn muôn phần lãng sai. Luôn luôn tự thị có tài, biến đâu tài với chữ tai môn vần, hoặc vì chẳng quán nội tâm, tự duy bảy bà lỗi lầm triền miên, hoặc vì theo cảnh đau điên, chẳng tường chân giá nào phiền càng tăng, tu hành theo lối lăng xăng, cho nên ba chướng không từng dám suy. Nghiệp chướng bao chướng chẳng lê, thêm phiền não chướng kéo trì tội thâm, cản ngăn tri giác nội tâm, có đường giải thoát mê lầm chúng sanh. Lời vàng Phật dạy trong kinh, ba chướng phải diệt tu hành mới nên, ăn năn sám hối cần chuyên, thề tiêu ba chướng đoạn phiền trần lao. Diệt ba chướng tận ly hào, sáu giác mười nghiệp trần lao sanh dần, bốn ngàn tam vạn khổ luân, cũng nhờ sám hối được phần tịnh thanh.
Con nguyện trì tụng pháp lành, Nam mô chư Phật đồng thanh hộ trì, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, 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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Cùng vì những lý do trên, hôm nay đệ tử thề nguyện thành tâm sám bằng tất cả tinh thần, tất cả mạng sống bảy tâm vương bờ, một là hổ thẹn nghiệp dư, con cùng với Phật khi xưa môn hàng. Mà nay Phật đã thành toàn, đã thành vô thượng trong hàng thánh nhân, con còn đắm đuối hồng trần, còn đang chìm nổi bao lần tử sanh. Tu hành chẳng thấy mối manh, con đường giải thoát tội tình còn nguyên, thật đang xấu hổ ưu phiền. Thế mà chẳng thèm huyên thuyên nói cười, hay là sợ hãi ngập trời, cùng loài phàm tục sống đời vô thiên an. Chẳng về tội lỗi triền miên, trên xa địa ngục xa nghiền khảo tra, xúc sanh quỷ đói ác mà đắm chìm muôn kiếp thật là sợ thay. Ba là chán ghét thân này, luân hồi sanh tử tra vai nghiêm trần, hãy xem sông chén xoay vần, vô thường vô ngã thật chân chỗ nào. Khổ đau tám thứ nấu xào, sớm còn tối mất khác nào phù vân, toàn thân chẳng khác uế phân, chẳng gì trong sạch chẳng phần thành cao, mà chưa chan bỏ hay sao, là người có trí lẽ nào không hay. Bốn là giọng mạnh không tài, tu hành tinh tấn mong ngày thành công, tụng kinh học pháp một lòng, theo gương đại giá không mong an nhàn, Phật thân chẳng thể nghĩ bàn, do vô lượng phước muôn vàng huệ sinh. Sáu ba la mật chuyên tinh, 37 phẩm tu hành trở duyên, thực hành từng phút chẳng quên, cầu nhất thế trí bổn nguyên hữu tình. Năm tâm phân biệt chẳng sinh, oán thân bình đẳng người mình không hay, xưa nay đã tạo nghiệp sai, cho nên vướng mắc hình hài phàm phu.
khổ đau đài đọa nghìn thu, gây bao tội ác oán thù triền miên. Nay xin xóa bỏ ưu phiền, thân thù hai ngã con nguyện chẳng vương. Sáu là ơn Phật to tường, xưa kia Phật cũng trong đường trầm luân. Sám giác ngộ khổ hồng trần, phán tâm bố thí tại chân đầu mình. Cho luôn vợ đẹp con xin, bảy thứ trần bao quốc thành chẳng vương. Cũng vì hai chữ tình thương, sáu năm khổ hạnh chỉ đường chúng sanh. Muốn cho thế giới yên lành, muốn cho nhân loại hoàn thành phận tâm, làm sao bao nổi phận ân, và khiên dấu nặng ngần ai chi. Thân tâm muôn kiếm bỏ đi, cũng không báo nổi ân vì chúng sanh. Để đem chánh pháp diệu tinh, trải vô lượng khổ pháp lành nói ra. Nay con báo đức Phật Đà, một đời xin nguyện thiết tha tu hành. Mong sao đạo cả viên thành, hộ trì tam bảo pháp lành truyền sang. Đại thừa chánh pháp tuyên ra, đưa nhân loại thoát ta bà khổ đau. Tỳ lô tấm hải cũng vào, ấy là ơn phận thâm sau bao đời. Bảy là quán sát tội khiên, tội do đầu tới triền miên chất chồng. Tánh chân muôn sự đều không, chỉ do vọng tưởng mà lòng cảm chiếu anh. Do nhân duyên tạo mọi điều, phát sinh tội lỗi gây nhiều trái oan. Lời kinh Phật dạy rõ ràng, bao nhiêu nghiệp tội của hàng chúng sanh. Nhân duyên thác loạn mà sanh, nhân duyên đoạn diện tội tình hoàn không. Tâm tội vốn chẳng ở trong, lại chẳng ở giữa cũng không ở ngoài. Thực hành diệu pháp không hay, bao nhiêu tội lỗi trong ngoài sanh trơn. Ăn năn sám hối không sờn, tu tâm dưỡng tánh lòng con chỉ thành. Cầu xin chư Phật thương tình, ra ơn cứu độ tâm thành. Con xin tha thiên khẩn cầu,
sám hối nghiệp chướng đê đầu trình lên. Nghiệp là quả báo nhân duyên, như là trang sức tự nhiên của đời. Nghiệp là mầm mống luân hồi. Tháng sinh sáu cõi là nơi nghiệp lành, nghiệp báo ứng rất vô tình. Nghiệp làm chướng ngại ngăn mình thoát thân. Nghiệp là quả, nghiệp là nhân. Trùng trùng nghiệp báo muôn phần chẳng sai, thấm thâu về nghiệp mấy ai. Ngoại trừ Phật trí vượng ngoài thế gian, mênh mông chẳng thể nghĩ bàn. Phàm phu trí thiện há toán nghi ngờ, lý sâu nghiệp báo mù mờ. Dòng đời chỉ biết bây giờ mà thôi, thấy nghe nông cạn trong đời. Người hiền sao chịu bao thời đắng cay, người ác lại có đủ đầy. Nhà cao cửa rộng thơ thầy chất sân, thấy đời thiên ác bất phân. Cần chi tích đức tu nhân để phòng, mà mê lầm nghiệp bao chẳng thông. Rằng nhân quả ứng ba dòng thời gian. Trong kinh Phật dạy rõ ràng, hiện sinh hậu báo ba đà nghiệp đưa. Hiện báo là quả bây giờ, ngay đời này thọ chẳng chờ kiếp sau. Sinh báo thì quả hơi lâu, đời này thiện ác đời sau hướng đền. Hộ bao lại ứng triền miên, tứ thời quá khứ qua miền vị lai. Cho nên đừng kể thấy ai hiện lành mà phải một đời khổ đau. Hiểu rằng sinh báo từ đâu, hoặc do hậu báo trước sau cũng đền. Chớ nhìn kẻ ác gặp hên, mà lòng tưởng chẳng ưu phiền trong tâm. Mà sinh báo hậu bao chẳng lầm, là do tội phước sưu tầm kiếp xưa. Phải nên tin chắc đừng ngờ, làm lành được phước mong nhờ mai sau. Án thời phương giảm tội sâu, nói chung nghiệp báo là đầu chướng duyên. Tu hành mà nghiệp báo lên, dễ gì thành tựu chú viên mọi bề. Nên cùng trí thức cận kề, cùng nhau sám hối nghiệp kia tiêu dần. Được cùng thiên hữu cẩn thận. Con đường đạt đạo mười phần thuận xuôi, nay con sám hối nghiệp rồi. Cầu xin chư Phật phép soi lòng thành. Nay con quỳ tại Phật tiền, dập đầu lại Phật thánh hiền chư tăng. Một lòng tha thiết thưa rằng, kẻ từ vô thị đã hằng gây ra tội nhiều như các báo la. Trái dài như bãi hằng hà đôi bên, vậy mà chẳng biết căn nguyên. Do đâu nghiệp tới mà nên nỗi này, hoặc làm năm tội sâu dày. Nghiệp vào vô giám ngục ngày nào ra.
nhất thiện đề tội hằng xa, nghiệp do ý ác bằng tà đua theo, khinh chế lời Phật biểu điều, pha rối tam bảo triệt tiêu đại thường. Chẳng tin tội phước làm bừa, bất hiếu cha mẹ chẳng ưa lời thầy, bạn lành chỉ bao đường ai, biểu môi chu mò ngõ lầy bước chân. Mười thiện năm giới chẳng tuân, phạm điều dâm dục chẳng phân chánh tà, giới điều Phật tứ tại gia, hạnh tu Bồ Tát hoằng là luật ý. Của hàng hiền chúng tăng ni, vô tình pha rối không chi chẳng làm, mà kể ra khôn khiết lỗi lầm, mà con nay sám hối ăn năn tận cùng. Nghiệp sai đã tạo trùng trùng, hướng về chư Phật trái lòng sắc son, giúp con ác nghiệp tiêu mòn, giúp con sám hối cho tròn đường ấy tu. Con nay đã sám tội rồi, nguyện nhờ công đức của lời sám kia, vô minh phiền não nhất tề, đồng thời tiêu diệt nghiệp kia cũng tàn. Phước sanh tuệ giác phát quang, đời đời nương Phật giữ hàng thiện nhân, không tâm ngũ nghịch tội thâm, diệt trừ ngu tối của thân thiên đề. Từ nay xa lánh nẻo mê, mong ngài ngồi được Bồ Đề Liên Hoa, thề không tái phạm nghiệp ma, thề tu pháp tiến vào nhà Như Lai. Oai nghi giới luật chẳng sai, sáu ba la mật chẳng nài khó khăn, bốn tâm vô lượng trướng tăng, mười thư trí lực trang hoàn thành cao. Đại bi ba niệm chẳng nào, bốn niệm vô ý tìm vào biển không, thường lạc diệu trí đều thông, tám tự tại ngã cũng đồng Như Lai. Bám hai tướng tố của ngài, tám mươi vẻ đẹp nghiêm oai trong ngần, nguyện nhờ sám hối ăn năn, vô lượng công đức sánh bằng đại dương. Phật Bồ Tát khắp mười phương, chứng minh lời nguyện chẳng nhường núi non, từ bi gia hộ cho con, quy tam bảo chẳng mòn đức tin. Sám hối án đạo xong rồi, con xin sám khổ luân hồi thẳng dư, trời người trong cõi diêm phù đều mang khổ báo nghiệp dư tràn trề.
cõi trời vẫn lắm đam mê, cõi người còn phải ê chề báo dư. Cho nên xin mang diêm phù, cuộc đời bấm thọ tính dù trăm năm anh. Mấy ai sống tới tuổi trăm mà còn người yêu thọ số nhầm hằng xa, huống hồ từ thuở sanh ra mang bao hình thái khổ trà tâm can. Buồn phiền sợ hãi lo toan, có đau phục chốc nghèo nạn rời tâm, mà khổ máu nung nấu âm thầm là do thiện nghiệp quá tầm mong manh. Ác nghiệp nảy nở đua tranh, làm cho kiếm sống chẳng thành tựu chi. Truy nguyên khổ bao cũng vì tàn dư tiền kiếp đến kỳ phận ra. Hôm nay sám trước Phật Đà, nguyện xin tiêu diệt hẳn hà tội xưa. Bao nhiêu khổ báo còn thừa, cũng xin sám hối diệt trừ mọi nhân. Đã gieo không biết bao lần, từ đời vô thủy tập huấn đến giờ. Biển mê chẳng có bên bờ, luân hồi nhân qua sáng chờ báo chung. Kiếm trời hay kiếm người cùng, lánh chia nghiêm quá không mong thoát nạn. Sám hối khổ cõi nhân gian, hòa thừa oan cố thân tàn tật đau anh. Giá quan chẳng đủ như nhau, cũng do tội cũ đáo đầu dẫn đưa. Ba án tám nạn dây dưa, mạng sông ngăn ngủi sớm trưa vô thường. Họ hàng quyên thua quấn vương, sinh ly tử biệt muôn đường cổ đau. Oan gia khổ bao đối đầu, ghét yêu sợ hãi phải đau do mình. Khổ bao nước lửa đạo binh, chiến tranh nguy khốn rập rình kề bên. Xa quê mồ mả tổ tiên anh, nhiều phen lưu là nơi miền hoang vu. Khổ báo lao ngục cầm tù, tai bay hỏa gửi oán thù khảo tra. Khổ báo miệng lưỡi gian hoa, vô hoàng giá hỏa cửa nhà nạn tan. Khổ báo hoạn nạn miên man, dịch tả số ve phong hàng liệt thân. Khổ báo á quỷ phi nhân, ngầm gieo tai họa muôn phần hiểm nguy. Khổ báo yêu mỹ thần kỳ, sanh điều quay đáng lâm ly hoàng đường. Mạng người như chỉ treo chuông, mãi lo khổ báo chẳng vương thoát nạn. Hải hùng thú giữ trên ngàn, sợ loài cá sâu dưới làng nước ăn. Sám hối khổ báo tự đắm mang, tự treo tự sát tự cầm vật sâu. Lửa dữ mà tự nhào đầu, cháy tiêu thân xác chẳng cầu mà vương. Sám hối khổ báo tai ương, không danh không phận sanh đường tiên thí. Y phục thực phẩm chi ly, chẳng bao giờ đủ ai bi não nùng. Làm gì cũng gặp nghiệp hung, cản đường chẳng lối chẳng dung viện nào.
đời này và cánh đời sau, nghiệm dư quay pha kiếp nào mới tan, hòa tai biển cô trái ngang, những điều ương ách muôn vàng khổ đau. Hôm nay đệ tử hội đầu, hướng về chư Phật khẩn cầu giải oan, triệt tiêu tội chướng ách nạn, con xin sám hối lễ tràng ăn ấy năng. Con vì ba nghiệm sáu căn đã xin sám hối mọi phần đã xong, mà bốn loài sao nếu lòng vòng, bao nhiêu nghiệp ác cũng mong tiêu dần. Công đức sám hối vô ngần, cũng đem hồi hướng thảy tuần tử dân, chúng sanh mọi loại khắp trần, cùng nhau sám hối thân tâm an toàn. Ba tài ách với tám nạn, nguyện xin tất cả tiêu tan đời này, ăn mặc tất cả đủ đầy, chánh tín tam bảo chẳng ngày nào lơi. Vô thường dù sai đến nơi, cũng không hối tiếc thân đời chúc chi, cực là thế giới tức thì, tìm về hậu hạ Đức Di Đà Ngài. Lại cầu trong kiếp về lai, được nghe Di Lặc chỉ bài tiếng tu, nguyện cùng ban hữu đồng tu, sanh nơi chánh pháp hưng phù tín tâm an. Chẳng sanh ngoại đạo mê lầm, mà hộ trì tam bảo tâm thần sáng trong, đời đời kiếm kiếm một dòng, hóa sinh tự tại trong lòng hoa sen. Vui nhờ cơm áo tự nhiên, tâm tự an ổn chẳng phiền chẳng lo, nguyện không phân biệt nhỏ to, nhân từ trung hiếu giúp cho muôn loài. Một tâm bình đẳng cứu đời, không hề phân biệt ta người oán thân, đời đời kiếm kiếp được gần, mười phương chư Phật thấm nhuần từ bi. Chế ngự ma oán cuồng si, được cùng Bồ Tát Đề Huệ sống chung, Bồ Đề kiên cố không cùng, tuyên dương Phật Pháp vang lừng thế gian. Đại thừa ráng rỡ đạo tràng, phân thân vô số cứu nạn chúng sanh, muôn loài xa lánh vô minh, tâm không thoái chuyển đăng trình linh sớm. Xưa kia chư Phật đã từng cùng chư Bồ Tát thành tâm thệ nguyện, nguyện tu phước trí vô biên, rồi đem hồi hướng khắp miền chúng sinh. Nay con cũng nguyện tu hành, trao dồi phước trí viên thành đạo sâu, cũng xin hồi hướng phương màu, nguyện vì lời lãng mong cầu chúng sinh, tiếng tu Phật quả sâm thành. Chúng sinh ân hưởng nương lành từ bi, không gian dẫu tận hề chi, chúng sanh dẫu hết từ bi chẳng mòn, hạnh nghiệp dẫu hết sắc son, phiền não dẫu hết hãy còn Phật tâm anh.
thiết tha thề nguyện thâm trầm mà quyết tu phước trí mê lầm triệt tiêu công đức hồi hướng cao siêu nguyện tuyên kiên cố chấm nhiều hằng sáng. Một lời thề nguyện phát ra không bao giờ tận phá ba ngục tù mong sao chí cả vẫn tu chư Phật Bồ Tát viên chu tán thành mười phương tam bảo chứng minh từ bi nạp thọ tâm thành của con. Lời nói thô ác ôm sòm dệt theo tấn công nói lưỡi hại chiều nói lời chẳng thực đặt điều dối gian anh lời kinh giáo huấn rõ ràng đó là những địa ngục đàn đọa xa cùng loài ngạ quỷ ác ma nếu sanh vào cõi súc sinh làm loài qua cú phát thanh rợn người nếu sanh trở lại cõi người miệng mồm hôi thối nói lời điêu hoa trong thân quyên bất hòa hai tranh hai cãi người xa lánh dần miệng gây nghiệp ngu đần quý tam bảo ngàn lần ăn năn anh cúi đầu kinh lại Thế Tôn một lòng sám hối lòng son giải bày chúng con nhiều kiếp đến nay dùng lời thô ác mà gây giận hờn với người gây gỗ tránh hơn nói năng bất nhã khinh lợn người trên chẳng phân quen lạ sang hèn thốt lời nhục mà dưới trên chẳng màng miệng mồm chửi rủa phủ phàng khiến người khóc hận tìm đàn tránh xa cùng người xô xa quất hòa oán trời cách đất kêu la quỷ thần miệng mồm la lối vang gần tạo ra khẩu thiên thần cũng kiên tội tình vô lượng vô biên nay xin sám hối nghiệm điên dập đầu đời con chẳng biết từ đâu chuyên lòng dối trá mưu cầu lợi điên ăn không nói có hư huyền đặt điều nói láo làm tiền người tin ăn cha con thân quyến bạn hiền cũng mưu lừa dối nói điên làm quan làm cho chia rẽ họ hàng làm cho nước mất nhà tan mới đành hoặc dùng yêu thuật mà miệng khoe quan đã cứu thành thánh nhân tứ thiền bán định chứng phần Bồ Tát là hắn được thân thánh hiền bày điều sai khiến lòng thiên
sấm trò câu đảo chuyển miền gió mưa. Này còn sám hối xin chừa lòng con chi thiết tóc tơ phản lộ, hoặc dùng lời lẽ tiếng to văn hóa trao chuốc mưu đồ lời danh nhân, hoặc dùng âm nhạc trữ tình, hoặc dùng son phấn tô mình vẽ môi lẳng lơ lời nói tiếng cười, làm điều sằng bậy dụ người tà dâm mà khiến người mê sắc loạn tâm anh. Mọi mòn chi khi lỗi lầm chẳng hay, hoang dùng ý ngữ khoe tài vu không xuyên tán chê bai trung thần, dèm pha hiếu tử hiền nhân khiến cho hậu thế nghi lầm người ngay, có oan khó nổi có bài, ôm lòng oan hận tôi dày sự sanh. Này còn phát lộ chí thành, tất cả nghiệp ác tội danh sám trừ, kể từ kiếp kiếp nghìn thu, gây ra tội lỗi oán thù vì đâu, bày ra lời nói đôi chiều. Tháng dương ngoài mặt đặng điều sau lưng, dèm pha phần tán đôi đường, tấn công khích bác lợi dường như dao, vua tôi nghi kỳ lắm nhau. Vợ chồng ly tán bạn bầu lìa xa, hai bên liền kết an hòa, cũng vì theo vết dèm pha sự tình gây nên thù oán giao tranh, làm cho nước loạn dân lành khóc la, ác nghiệp như nước hằng hà. Lòng thành sám hối xin tha nghiệp dày, con nguyện tu sửa từ đây, nguyện cho tội ác miệng này hóa không, ác nghiệp miệng sám vừa xong, nhờ công đức sám mà lòng được yên. Âm thanh tam thứ đủ duyên, biện tài bốn thứ chu viên tự thành, phán ngôn lời lẽ đành rằng, nói năng hòa hợp ý lành lời chúng anh. Ai nghe cũng thỏa tấm lòng, mà biết rằng ngôn ngữ tục phong mọi miền, ngôn từ bất tuyệt liên miên, khiến người giải thoát ưu phiền phàm phu, nhập hàng thanh giả chân tu. Mở con mắt tuệ khóa tù tối tâm, mà con xin phá nguyện nhất tâm, mà sám hối nghiệp miệng mê lầm xưa nay, cúi đầu năm vóc trương đại